Thật ra, nói đến cái giáo pháp thì bao la rộng lớn không cùng tận. Còn sự hiểu biết của con chỉ như hạt cát trong bãi sa mạc. Tuy mặc dầu tuổi đời con còn nhỏ dài, lại phải lo cho việc học ở trường đời nên không có nhiều thời gian, nhưng con cũng cố gắng hết sức mình. Ví như con tầm cũng phải biết nhả sợi tơ để đền ơn cho chủ. Nên trong phần trình bày nếu có chi sơ suất, ngưỡng mong quý bậc cao minh bổ chính thêm cho đề tài được hoàn mãn. Và đó cũng là món tư lương để làm hành trang trên bước đường học Phật cho con ghi nhớ mãi. Con xin chân thành học hỏi và xin gửi đến ban tổ chức cùng chư quý đồng đạo sự biết ơn thành kính nhất. Thưa quý vị, kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng muôn khai. Nghĩa là chỉ một niệm sân nảy lên là muôn ngàn cánh cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật thế, có lắm người đôi lúc vì không dằn được cơn giận mà đánh đập, chửi bới vợ con đến nỗi tàn nhẫn, hoặc là đốt phá của cải và tài sản trong gia đình để rồi phải chuốc lấy ân hận về sau. Lắm lúc do ta không kiềm chế được tánh nóng nảy mà cứ gây oán kết thù, làm cho tình cốt nhục chia ly, gia đình phải chia cắt. Mỗi lần giận dỗi hơn thua hay mình hơn người á, thì cứ la ó đánh mắng. Sau khi nguội xếp lại, tuy rằng mình phải, nhưng vì giận quá đã đánh mất đi lẽ phải. Trên đường đi, đường sông thì vôi vịnh sóng gió, đường mòn thì gồ ghề gai góc, còn đường chính thì xe cộ nguy hiểm. Người đi đường cần phải thật thận trọng và kiên nhẫn mới có thể đi hết được quãng đường. Nóng nảy sẽ không tránh khỏi vấp ngã. Phu tử dạy: bách hạnh nhẫn chi vi thượng, nghĩa là trăm hạnh nhẫn là hơn hết. Nhẫn nhục là một trong sáu pháp lục độ vạn hạnh. Đối với người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh mà thối chí nản lòng, sẽ không tránh khỏi thất bại và khổ đau về sau. Nên sách xưa có ghi: nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là chỉ một đốm lửa sông đã có thể thiêu cháy cả muôn mẫu rừng công đức bao la rộng lớn. Nhẫn nhục là một diệu pháp để diệt trừ tánh sân nộ. Vậy muốn trừ sân hận, ta phải tu pháp nhẫn nhục. Thế nên hôm nay con xin được cùng với quý vị tìm hiểu qua một chủ đề: nhẫn nhục. Theo như quý cô bác có đồng ý cho con trao đổi đề tài trên không? Dạ, con xin cảm ơn quý vị. Thì để tiện cho việc trình bày, con xin phân ra vài ý như sau. Trước hết, ta cùng tìm hiểu cho rõ nhẫn nhục nghĩa là gì và tại sao ta lại phải tu pháp nhẫn nhục. Thứ hai, thành phần của nhẫn nhục gồm có những gì? Thứ ba, pháp nhẫn nhục trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo như thế nào? Thứ tư là tai hại người không nhẫn ra sao? Cuối cùng là lợi ích nhẫn nhục và kết luận. Vậy đầu tiên ta cùng tìm hiểu thế nào là nhẫn nhục. Nhẫn nhục phiên âm theo tiếng Phạn là săn đê bá mật, nghĩa là nhẫn nhục đến bờ giải thoát.
Phân tích cho kỹ thì nhẫn, tức là nhịn chịu những cảnh trái mắt nghịch lòng. Nhục là những điều xấu hổ, sỉ nhục, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và lòng tự ái của bản thân mình. Chữ nhẫn viết theo chữ hắn, gồm có chữ đau trên chữ tâm. Y nói là nỗi đau, ví như dao mà đâm vào trong tim mình vậy. Tuy nhiên nếu muốn nhẫn đến chỗ hoàn toàn rốt ráo, thì ta phải nhẫn từ bên ngoài đến bên trong tâm ý của ta, tức là từ thân, khẩu và ý. Nói đến nhẫn nhục, đa số người đời đều có quan niệm rằng đã nhẫn thì tức là phải nhục. Nhưng trong thực tế, nhẫn có phải là nhục không? Đó là điều ta cần phải xét lại. Nếu nói nhẫn là nhục, thì các chư Phật thuở xưa, hay nói gần hơn, Đức Huỳnh Tôn Sư của chúng ta, các ngài đã phải nhục rất nhiều, vì các ngài cứ nhẫn hoài. Song, giúp các vị là những bậc đại từ bi, vô cùng trí tuệ và bác ái, các công hạnh của các ngài luôn luôn được người đời tán dương, ca tụng và noi theo. Vậy thì nhục ở chỗ nào? Sở dĩ chúng sanh còn cho rằng nhẫn là nhục, ta còn cảm thấy đó là một điều đau khổ, là vì ta còn chấp lấy vào cái bản ngã nơi mình, không có trí tuệ. Còn pháp an nhẫn trong đạo Phật thì trái lại, luôn luôn yên tĩnh, không đau khổ, luôn luôn trí tuệ và từ bi, lấy buông xả để tìm đến sự giải thoát. Trong đời sống xã hội hàng ngày, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn thì mình nhịn ngay. Như vậy đối với người đời thường cho là dài, song các bậc hiền nhân quân tử lại khen hay. Như trong sách Cảnh Ngôn nói, ý thơ tỉnh táo, nhất sự vô thành, tâm bình khí hòa, thiên tường biền tập. Nghĩa là những người nóng nảy thô sơ, suốt đời làm việc không bao giờ thành. Những người tâm khí hòa bình, gặp nhiều may mắn tốt lành biết bao. Hai đức thầy khuyên, phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Thế tại sao ta lại phải tu pháp nhẫn nhục? Tu nhẫn nhục là để cho ta có một nhân cách cao quý trong xã hội và trong nhân sanh, có công đức thù thắng, diệt trừ lòng ham muốn và tánh sân nộ, nuôi dưỡng lòng từ bi, bác ái và vị tha. Đức Thầy đã phải từng ngậm ngùi than thở, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Chúng sanh trong cõi ta bà thì phải có sức chịu đựng. Ta bà còn có nghĩa là kham nhẫn. Nỗi khổ cảnh ta bà chúng sanh có thể chịu được, chứ không phải là không. Quý vị thử xét lại xem, từ nhỏ chí lớn ta đã đạt được bao nhiêu điều như ý và bao nhiêu điều bất như ý. Dường như những chuyện theo ý muốn thì nó quá ít ỏi, còn những gì mà mình không muốn thì nó cứ đến hoài. Nên cuộc đời này thường vui ít, khổ nhiều là vậy. Tuy khổ nhiều mà ta có thể chịu đựng được, đó là nhờ vào ta có sức kham nhẫn. Tuy nhiên, nhẫn ở đây không phải đơn thuần là nhịn chịu sự oán ghét, đối xử tệ bạc của người đời, mà nhẫn ở đây là nhịn chịu trong mọi trường hợp.
Cái đến thành phần của nhẫn nhục gồm có những gì? Nhẫn nhục bao gồm 3 phần: thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thứ nhất, ta tìm hiểu về thân nhẫn. Thân nhẫn tức là bản thân chúng ta đây. Khi gặp những nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, ốm đau, bị đánh đập, chửi mắng hay hành hạ, ta cũng cam chịu, không phản đối hay chống cự lại. Còn lấy ví dụ, ta đang ngồi niệm Phật mà mũi cứ bay vo ve đốt khắp người gây đau nhói. Nếu dùng tay đập mũi sẽ bị loạn động, mất hết trang nghiêm chánh niệm, nên phải ngồi yên nhịn chịu. Hay đang làm việc ngoài đồng mà trời nắng nóng, ôi bức không thể nào chịu được, nhưng ta vẫn vui vẻ với công việc, không than phiền mà trở về, thì đây là phần chịu đựng về mặt thể xác. Nhờ đức thầy ân cần dặn dò, thân hành đạo đắng cay ráng chịu, phận làm người phải liều cho xong. Sau đây con xin kể một câu chuyện của Mẫn Tử Khiên. Mẫn Tử Khiên tên gọi là Tồn, là học trò của Khổng Tử. Mẹ mất sớm, người kế mẫu đối xử với ông vô cùng ác nghiệt, nhưng ông vẫn một lòng hiếu thuận. Năm đó vào một mùa đông lạnh giá, hai em con riêng của dì thì được cho mặc áo bông ấm áp. Còn đối với riêng ông, bị người mẹ kế cho mặc áo có độn bông lao nên không thể nào ấm được. Hôm ấy cha ông đi dạo chơi, ông xin đi theo để kéo xe tiếp. Nào ngờ lạnh quá cống tay làm rơi tay xe. Xem cho kỹ, cha ông mới biết được rằng người mẹ kế khắc nghiệp đã cho con chồng mặc áo độn bông lao, nên thành ra nông nổi như vậy. Khi trở về định đuổi bà đi, nhưng Tử Khiên đã than khóc và nói rằng: cha đừng đuổi kế mẫu đi, cũng nhờ vào có người mà nên chỉ một mình con phải chịu rét. Nếu cha đuổi người đi thì kể cả hai em cũng phải chịu rét như con. Thế là nghe lời ông, cha không đuổi bà đi nữa. Vì cảm động trước tấm chân tình và lòng hiếu thảo của Tử Khiên, nên người mẹ kế đã đổi tánh và thương yêu Khiên nhiều hơn. Ta thấy Mẫn Tử Khiên kham chịu sự oán ghét hành hạ của người mẹ kế, lại một lòng hiếu thuận và thương yêu hai em, nên sao đã cảm hóa được người gì. Nhờ đức thầy khuyến nhủ: đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu trí. Hay là: ai chửi mắng thì ta giả đi, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Thứ hai là khẩu nhẫn. Thân đã cam chịu hành phạt rồi mà miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác, mạ nhục, mắng nhiếc người khác. Thật thế, nếu khẩu mà không nhẫn được thì sẽ gây ra biết bao nhiêu là tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Đức thầy khuyên: khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết, hãy lấy gươm trí tuệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Nghĩa là đối với gia đình, với xóm làng quen thuộc hay quốc gia xã hội, phải luôn luôn lúc nào lấy chữ nhẫn làm đầu. Nói về khẩu nhẫn, con nhớ câu chuyện về sự tích Quan Âm Thị Kính. Con nghĩ có lẽ quý cô bác đã khá quen thuộc về câu chuyện này rồi.
nên ở đây con cũng không kể chi tiết, mà chỉ xin nói sơ một phần trong chuyện mà thôi. Tức là khi thị kính bị nhà chồng hiểu lầm rằng nàng có ý định ám sát chồng, nên bị trả về nhà. Nhưng là một người có ý chí và tâm lực mạnh mẽ, thị kính đã phát tâm xuất gia vào chùa tu hành. Vốn là một người đã có nhiều vẻ đẹp, nên thường được các cô gái để ý đến. Thị Mầu là một trong số những cô gái ấy. Nàng thương thị kính, nhưng không được thị kính đáp lại, bèn sanh tâm oán ghét, lan chạ với kẻ thất phu rồi có thai, bèn cáo oan cho thị kính là tác giả của bào thai đó. Thị kính bị tội, đánh đập, bị chửi mắng, hạ thấp vô cùng, nhưng cũng chẳng hề mở lời kêu oan. Vì sao vậy quý vị? Vì lúc bấy giờ chỉ có chùa Tăng, chứ không có chùa Ni. Nếu nàng tự minh oan cho mình, tôi là người nữ, giả trai vào chùa tu hành, thì sẽ được người đời tha thứ. Nhưng khi về chùa, sẽ không được cho phép tu chung với tăng chúng nữa. Ta thấy thị kính vì sự tu mà nhẫn đến nỗi như vậy, nếu là người đời thì ai có thể làm được. Sau đây con xin thuật lại một câu chuyện bên thầy. Có ông bãi ở Bạc Liêu á, là tín đồ của thầy, nhưng tánh tình còn rất nóng nảy. Nhiều lúc ông muốn hỏi thầy có phương pháp nào để diệt trừ tánh sân nộ không, nhưng mãi cũng không có cơ hội. Hôm ấy thầy lại bệnh, thường á là do ông Hồ Nhật Tân hút thuốc cho thầy. Nhưng hôm đó ông Nhật Tân đi khỏi, bèn dặn dò ông rằng: ông bãi à, hôm nay á tôi có việc gấp phải đi. Nếu ở nhà thầy có lại đến thì ông xem mạch và hút thuốc giùm tôi. Ông vô cùng mừng rỡ. Khi thầy đến, ông bèn xin lỗi và nói: thầy đưa tay cho con xem mạch. Lúc này ông bèn dùng tay mình để đặt vào tay của thầy. Thầy bỗng giật ra và nói: ông bãi, sao ông nóng quá vậy ông bãi? Ông tưởng thầy nói người mình nóng, nên đáp rằng: dạ sao dạo này trong người con nóng nhiệt quá thầy ơi. Rồi ông đặt vào tay thầy một lần nữa, thầy cũng giật giật ra: nóng quá thì làm sao làm nên việc lớn. Lúc này ông biết rồi, nhân cơ hội đó ông mới hỏi: dạ vậy thầy có phương pháp nào giúp con không thầy? Thầy im lặng lắc lâu khoảng 5 phút. Ông tưởng thầy không nghe nên hỏi tiếp. Thầy cũng lại im lặng trong vòng 5 phút nữa. Ông lại hỏi nữa. Thầy bảo: tánh con ông qua đó thì cắn răng lại rồi cong cái lưỡi lên là xong. Hóa ra từ nãy đến giờ thầy im lặng là đã ngấm ngầm chỉ dạy cho ông rồi, mà ông không hay. Nhờ đức thầy cho biết: sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Đức Phật bảo: biết bao người không giữ lấy cái miệng nên thường mang họa. Này các đệ tử, họa từ miệng phát, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng. Ta xét lại trong thập ác cũng thấy, thân và ý mỗi thứ chỉ 3 loại, duy có khẩu là đến 4 loại. Lão Tử dạy: bên trong ngăn chừng lời nói, bên ngoài đóng chặt cửa miệng, thì suốt đời không lầm lỗi. Đức thầy dặn dò: thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận. Khổ
khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tảnh Huần Lương vẻ mặt vui tươi. Vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo. Gây gỗ là gì nè quý vị? Dạ đúng rồi, trái thuyết từ bi. Cuối cùng là ý nhẫn. Tức nhẫn cả trong tâm. Không căm hờn oán ghét hay nảy ra những tư tưởng hắc ám để trả thù. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát nhẫn chịu tất cả điều ác với chúng sanh, tâm bình đẳng chẳng lay động như chấn đại địa. Thường thì ý mặc dầu không nói ra, nhưng trong tâm vẫn luôn uất ức và hờn tủi. Nét mặt thì lộ ra vẻ khó coi. Nhờ Đức Thầy có câu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhưỡng. Trong ba thứ nhẫn này, quý vị thấy nhẫn nào là khó hành nhất? Dạ phải rồi, ý nhẫn là khó và cũng là quan trọng nhất nữa. Vì sao vậy? Có đôi khi không, ta cam chịu được hành phạt, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm nguyền rủa. Đôi khi môi không nguyền rủa, nhưng trong tâm ý vẫn ngấm ngầm phản đối. Đến khi tâm ý cũng chẳng phản đối, đứng trước mọi việc mà tâm luôn phẳng lặng, là ta đã nhẫn đến chỗ hoàn toàn rốt ráo. Nhờ Đức Tôn Sư Hằng chỉ rõ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Hay là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn chứa giữ ích chi. Đứng trước mọi nghịch cảnh vui khổ mà tâm được bình hơn, là ta đang tự sống trong khởi giới an lạc vậy. Tóm lại, khi ta thực hành được thân nhẫn, là ta đã bắt đầu gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Thực hành được khẩu nhẫn sẽ trổ hoa lá Bồ Đề. Và hành được kể cả ý nhẫn thì kết trái Bồ Đề. Trong sấm giảng thi văn của Đức Kim Sơn có đề ra bát nhẫn cho tín đồ làm đà tiến bước trên con đường học Phật. Sau đây con xin được đọc lại y văn bát nhẫn. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giải trì tâm thần thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc đạo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phu quế vĩnh minh minh. Thứ nhất, nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Việc đời giao tiếp ứng xử với nhau hàng ngày thì ta phải khéo biết răng rình chữ nhẫn để giữ sự hòa thuận êm đẹp ở đôi bên. Nếu không phải bậc hiền thì làm sao làm được? Đối nhân xử thế là một điều vô cùng khó. Đôi khi giao tiếp ứng xử hàng ngày cũng sẽ có những chuyện không may xảy đến với bản thân mình. Đức Thầy cho biết, chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Thứ hai, nhẫn giải trì tâm thận thủ tiên. Nhẫn giải tức là nhẫn giới, hay nói cho chính xác hơn là ta phải giữ cho tròn tám điều răn cấm. Giới luật trong đời sống hàng ngày ta phải khéo biết gìn giữ và đừng để cho bị sai phạm. Đức Thầy khuyên, chữ nhẫn giải trì tâm trong trẻo,
khuyên Dương Trần giữ phận làm đầu. Thứ ba, nhẫn giả hưng long hòa ý hỷ. Đối với hàng xóm láng giềng, phải luôn nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau trong những trường hợp khó khăn hoạn nạn, qua lời chỉ bảo của Đức Tôn Sư. Ở chòm xóm đừng cho nhơ bẩn, ráng giữ gìn phong hóa nước nhà. Hay là nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ. Tiếp đến là nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Phu phụ tức là vợ chồng, ở đây chỉ cho những người đã lập gia đình. Cái đạo giữa vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, phải luôn nhường nhịn và thương yêu lẫn nhau để giữ sự êm đẹp trong gia đình. Một khi gia đình gặp cảnh khó khăn mà người chồng không biết nhẫn nhịn thì làm sao có thể vượt qua trắc trở để vươn lên. Người vợ không biết nhẫn nhịn thì cửa nhà tan nát. Đức Thầy khuyến dạy, phận xướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Con nhớ có một câu chuyện được quý cô bác lớn tuổi kể lại đó. Ở Phú Hưng này nè, có vợ chồng ông Tư. Người vợ thì luôn rất mực hành đạo tu trì, nhưng người chồng thay vợ mình suốt ngày cứ lo tu hành, không lo làm ăn gì cả, nên sanh tâm chán ghét và chửi mắng bà suốt cả ngày. Tuy thế nhưng bà Tư vẫn luôn nhịn chịu sự chửi mắng của chồng và không thối chuyển đạo tâm. Hôm ấy bà đang ngồi niệm Phật, vì giận quá nên ông Tư từ đằng sau lấy ghế đập mạnh vào đầu bà, làm bà ngất xỉu ngã nghiêng xuống đất. Khi người nhà biết được thì đem bà vào bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, bà chẳng những không oán trách chồng mình mà còn nhỏ nhẹ khuyên lơn và chỉ cho ông thấy lợi ích của việc tu hành ra sao. Ông Tư dường như thức tỉnh, hối lỗi ăn năn, và cũng kể từ ấy ông phát tâm tu hành theo bà. Vì vậy thấy đó, cũng do biết nhẫn nhục mà giữ sự hòa thuận, lại cảm hóa được chồng mình phát tâm tu hành nữa. Tiếp đến, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc. Tâm ta đứng trước nghịch cảnh nhưng vẫn buông xả và không chấp lấy điều gì. Đức Thầy cho biết, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc. Cái đến là nhẫn tánh niên niên đắc đạo truyền. Tánh ta xưa nay luôn tạo tác những việc sái quấy với luân thường đạo lý, nài phải khéo biết răng rình chữ nhẫn để trao sửa tánh cách. Nhờ Đức Bình Tôn Sư cho biết, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mấy mội, quạnh năm cũng bảo toàn thân thể. Cái đến, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự. Lòng nhẫn, tánh nhẫn thì đức nhẫn sẽ đạt đến chỗ cao thâm trong lễ đạo. Nếu thiếu nhận đức thì đức đồ của ta sẽ bị tiêu mòn hết tất cả. Nhờ Đức Kim Sơn từng cho biết rằng, chữ nhận đức kể ra luôn thảy, thị trong đời vạn sự bình an. Cuối cùng, nhẫn thành quấy vĩnh minh minh. Ở đây chỉ cho những việc thành đạt trên cuộc đời, để đạt đến chỗ hoàn thành đạo nhẫn, các công hạnh để lại cho đời thường được xem là phú quý hiển vang. Nhờ Đức Thầy cho biết, chữ nhẫn hành báo quý hiển vang, khắp bá tánh được câu hòa nhã. Phần kế tiếp là pháp nhẫn nhục trong giáo lý Phật giáo hòa hảo như thế nào. Nhẫn nhục gồm hai phần: nhẫn nhục có chấp tướng và nhẫn nhục không chấp tướng. Thứ nhất là nhẫn nhục có chấp tướng.
tức là nhẫn vì sợ quyền thế. Vì mình đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, không thể nào trả thù được. Nhẫn để được người đời tán dương, khen thưởng vì quyền cao chức trọng, hay vì khinh bỉ đối thủ, hoặc nghĩ rằng mình cao hơn người. Nếu nhẫn như vậy thì gọi là quá chấp tướng, vì vẫn còn do dục vọng chi phối, không thể nào đúng theo giáo pháp của Phật, của Thầy được. Thứ hai là nhẫn nhục, không chấp tướng. Người tu pháp nhẫn nhục, trước hết phải do lòng muốn diệt trừ tánh nóng nảy, sân si tật đố, trau dồi lòng từ bi hỷ xả, xem mọi người như anh em. Chúng ta hãy tập tánh nhẫn nhục nhờ gương hạnh của ông Phú Lầu Na trong câu chuyện sau đây. Khi Phật còn tại thế, một đệ tử của Phật, ông Phú Lầu Na, đi truyền đạo tại một xứ nổi tiếng hung ác. Phật hỏi: "Này Phú Lâu Na, người mang giáo pháp của ta truyền đạo sang xứ ấy, nhưng nếu dân chúng không nghe, lại dùng lời mắng nhiếc người, ngươi nghĩ sao?" Ông trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh đập con, hay lấy đá ném con." Phật lại hỏi: "Nếu họ dùng cây đánh đập ngươi, hoặc giả lấy đá ném ngươi, ngươi nghĩ sao?" Ông đáp: "Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân, bởi vậy họ không chém giết con đến chết." Phật hỏi tiếp: "Vậy nếu họ giết ngươi đến chết, ngươi nghĩ thế nào?" "Dạ, họ là ân nhân của con, vì chính họ đã giúp cho con từ bỏ cái thân xác giả tạm và cõi đời vô thường này." Phật khen: "Hay lắm Phú Lâu Na, con nhẫn được như vậy thì mới có thể mang giáo pháp của ta mà truyền đạo sang xứ ấy đặc." Nhẫn như ông Phú Lâu Na mới thật sự là nhẫn nhục, đúng theo chánh pháp và không chấp tướng. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn, không thấy có hoàn cảnh bức bách để mà được nhẫn. Nhờ Đức Tôn Sư Hằng chỉ rõ: "Nhẫn nhẫn trong phần giàu khó nhẫn, già thưa quan chức phận làm dân. Làm dân bá nhẫn thị nhân hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên." Còn lửa sân hận thì chỉ có thể bị dập tắt bởi nước nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật hay còn gọi là nhẫn nhục vô tướng. Mà nhẫn nhục vô tướng sẽ đạt được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh nghĩa là không sanh các pháp chẳng lành. Tất cả các phiền não đều bị đoạn dứt, dùng trí tuệ để biến các pháp chẳng sanh. Lại nữa, vô sanh nhẫn là lòng ta đã an trụ nơi cái lý vô sanh vô diệt, tâm ta luôn yên tĩnh, không dao động trước nghịch cảnh. Từ hàng sơ địa Bồ Tát đến bậc Phật đều chẳng còn ác tâm, mà hàng sơ địa chỉ mới chứng cái danh vô sanh nhẫn. Bát địa chứng đặng ngộ thể vô sanh nhẫn, tỏ ngộ được cái chân như thật tướng thì gọi là đắc pháp vô sanh, tỏ ngộ được cái chân trí vô lậu thì gọi là đắc nhẫn. Vì chỉ khi nào đắc được cái trí ấy thì tâm ta mới nhẫn khả được tất cả các hoàn cảnh tự tại vô ngại, nên gọi là vô sanh nhẫn. Tiếp đến là tai hại người không nhẫn ra sao. Nếu không nhẫn nhục thì gia đình xào xáo, vợ chồng bất hòa, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, khởi dối chiến tranh. Còn riêng đối với bản thân mình sẽ bị mọi người khinh chê, xa lánh.
Khi nóng nảy lên, sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện gì lớn. Nhờ Đức Thầy khuyên dạy, chớ nóng nảy sân si hương vị. Người tu hành mà không biết nhẫn nhục thì tin chắc rằng sẽ không thành đạo được đâu. Vì lửa sân hận đã ngấm ngầm đốt cháy lòng từ bi nơi chân tâm ta. Sau đây con xin thuật lại vài câu chuyện nói về tai hại do người thiếu kiên nhẫn mà ra. Hồi xưa có hai nhà sư tên là Năng Nhẫn và Bất Nhẫn. Hai vị cùng nhau xuất gia tu hành tại một ngôi chùa hẻo lánh vào một thời điểm như nhau. Trải qua một khoảng thời gian tu hành, Năng Nhẫn được Đức Phật thọ ký cho thành chánh giác. Bất Nhẫn thì mình cũng tu hành không kém gì bạn, nhưng lại không có được cái ma duyên ấy. Nên trước đại sen của Đức Phật đã kể lễ và bày tỏ nỗi lòng. Phật bảo: tấm lòng hướng đạo của nhà ngươi thật đáng khen ngợi, nhưng tánh của ngươi vẫn như con trâu chưa thuần, chưa thể nào thành đạo được. Vậy này ngươi hãy tỏ rõ tấm lòng nhẫn nhục của mình qua một cuộc tu khổ luyện trường kỳ. Nghe lời Phật, Bất Nhẫn tìm đến một ngọn núi, rồi chọn lấy cho mình một gốc cây, bắt chước người xưa ngồi kiết già tu hành theo lối trường định. Chàng phát tâm ngồi yên như vậy trong vòng 3 năm. Kể từ đấy, Bất Nhẫn trở nên một người vô tri vô giác. Dẫu có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không làm lay động đến tâm anh. Thế là đã trải qua 2 mùa hạ, chỉ còn qua 1 mùa hạ thứ 3 nữa là kết thúc cuộc khổ luyện. Bỗng dưng từ đâu có 2 vợ chồng chim chích bay đến làm tổ ngay trong vành tai của Bất Nhẫn. Rồi sau một thời gian, chim vợ sanh con, đàn chim con cứ kêu láo nháo suốt cả ngày bên tai, nhưng Bất Nhẫn vẫn không lấy thấy làm khó chịu. Chàng để yên cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Hôm đó đến lượt chim vợ tìm mồi cho con, bay suốt cả ngày mà không thấy mồi đâu cả. Đến khi trời gần sập tối, sau khi lượn qua một cái ao sen thì thấy có một con nhện đang giăng tơ trong một đóa hoa sen. Chim vợ thấy thế bèn bay vào trong bắt mồi. Nhưng nhện nhé, vừa thấy chim là đã ẩn vào trong những cánh hoa sen, làm chim ta tìm mãi vẫn không thấy. Sau khi hoa sen vừa tắt ánh mặt trời là liên tức trở lại nhốt chim vào trong, đến mãi tận sáng hôm sau mới bay ra được và đi về nhà. Khi về nhà, một cuộc tranh chấp cãi vã đã nổ ra. Ghen vợ, chim chồng giết vợ hết lời. Thêm vào đó, đàn chim con cứ kêu vì đói khát âm ỉ bên tai Bất Nhẫn. Chịu đựng không nổi, chàng đã lấy tay của mình quật mạnh cái tổ chim xuống đất và mắng: đồ khốn, chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà tụi bay cãi vã với nhau suốt cả ngày làm điếc tai ông mày. Thế là công sức đổ ra bấy lâu nay sắp thành công, bỗng dưng lại vứt bỏ chỉ trong chốc lát. Nhưng Bất Nhẫn vẫn không thất vọng. Chàng tìm đến một khúc sông, nước thì chảy xiết, và phát nguyện sẽ ở đấy đưa khách qua sông không lấy tiền, mãi đến khi nào đủ 100 người khách mới thôi. Lần ấy Bất Nhẫn tỏ ra một người rất kiên trì. Trải qua 2 năm, chàng đưa được 98 người thành công. Bỗng dưng hôm đó, vào khoảng giữa thu, nước chảy xiết, thêm vào đó trời lại mưa to. Có một người phụ nữ ta dắt theo một đứa trẻ, trông dáng vẻ như người vợ của một vị quan to sử tài. Chưa bước xuống thuyền là bèn dọa nạt Bất Nhẫn: nhà ngươi á,
Nhớ chèo, cho thật vững nghe chưa? Cha mua cho kính, kẻo làm mẹ con ta mà ước á thì coi chừng đánh đòn đó. Nghe lời nói, Bất Nhẫn vô cùng tức giận, nhưng chàng cũng cố kìm nén cơn giận lại và tươi cười đáp: Ba và cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ cố gắng. Thế là Bất Nhẫn vận dụng hết tất cả tài nghệ của mình để đưa mẹ con người phụ nữ qua đò một cách bình an. Vừa bước lên bờ là bà kêu lên: Thôi rồi, tao quên mất cái túi hành lý còn bỏ quên ở quán bên kia, hai nhà ngươi lấy hộ giùm tao với. Bất Nhẫn cũng lặng im lấy túi đồ về cho người phụ nữ. Rồi sau khi kiểm soát lại túi đồ, bà lại kêu lên: Còn cái đôi giày của thằng bé bỏ quên ở dưới gầm giường á. Hay là chưa kịp đợi người phụ nữ nói dứt lời, Bất Nhẫn đã lấy tay chỉ vào mặt bà và nói: Cút đi, nhà ngươi tưởng ta sinh ra để hầu hạ cho mẹ con nhà mày sao? Nhưng người phụ nữ ấy vốn là Phật Bà Quan Âm hóa hiện để thử lòng đệ tử. Sau đó người trở lại nguyên hình và bảo: Nhà ngươi vẫn chưa thật sự tu hành nhẫn nhục, như vậy thì tu cái gì mà tu, có nước tu hú. Thế là Phật Bà đã dùng phép hóa Bất Nhẫn thành một loài chim mà người đời sau thường gọi là chim tu hú. Vì vậy thấy đó, cũng do tánh nóng nảy, thiếu kiên trì một chút thôi mà sau này không thể nào đắc thành đạo quả được. Con thêm kể một chuyện nữa, đó là một câu chuyện ngụ ngôn tựa là Họa Do Nơi Miệng. Hồi xưa tại một cái ao nọ, nhằm năm đại hạn, các loài thủy tộc đều chết cả, chỉ duy có một con rùa còn sống sót trong cảnh khô khan. Hôm ấy có hai con cò đến kiếm ăn, rùa ta bèn đem tình cảnh khốn khổ ra than khóc kể lệ và có ý nhờ giả: Này tôi gặp hoàn cảnh bức bách như vậy, hay anh có cách nào cứu tôi với? Ngẫm nghĩ hồi lâu cò nói: Chúng tôi có cách này. Gần đây á có cái ao, nước vừa sâu lại có nhiều thức ăn nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ tha lấy một khúc cây, mỗi đứa một bên, anh thì ngậm lấy khúc giữa. Nhớ đừng có há miệng ra, kẻo rớt chết đó. Dẫu có chuyện gì bực tức thì cũng ráng mà dằn lòng. Rùa đồng ý. Bay được hồi lâu đến xóm nọ, có lũ trẻ đang chơi đùa, nhìn lên trời thấy hai con cò mà tha một con rùa, bèn chế giễu. Làm rùa bực quá, không kìm lòng được thì há miệng ra là bị rớt và chết ngay tức khắc. Qua câu chuyện trên, quý vị có nhận xét được gì? Nếu rùa mà không há miệng, nhẫn nhịn được thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cũng như con người chúng ta vậy, nếu biết gìn lấy chữ nhẫn thì đâu làm tai hại cho bản thân mình. Nhiều lúc có những chuyện do tánh nóng này làm cho ta không tránh khỏi buồn cười. Ở Cà Mau á, có ông Tám tánh nóng như trường phì. Hôm đó vào mùa lũ lụt, ông chèo thuyền vào đồng. Khi trở về bị gió ngược khỏi mạnh, làm cho chiếc thuyền cứ bơi qua bơi lại. Giận lắm, ông bèn ráng sức để chèo thuyền về nhà. Khi về đến nhà, ông lấy sơn vẽ cho chiếc thuyền hai con mắt, miệng lẩm bẩm rằng: Mày không có con mắt nên mày đuôi. Này á, ông vẽ cho mày hai con mắt, lần sau mà còn đuôi nữa thì chết với tao. Lần sau y như vậy, khi về cũng bị gió ngược khỏe mạnh, làm thuyền bê qua bê lại. Ông bực tức cả lên và mắng: Mày có con mắt mà không thấy đường. Rồi quơ sào, ông đập túi bụi vào thuyền, làm cho thuyền bể, và ông lại bộ về nhà. Thật
lắm chuyện giận hờn một cách vô lý mà làm ta hại cho mình. Con còn thấy có nhiều ông thợ mộc làm hư đồ xong rồi, giận quá, đập bể đồ luôn. Miệng còn nói mày hư, thì tao cho mày hư luôn. Nhờ đức thầy cho biết, giận mất khôn. Cơn giận làm cho con người cuồng trí. Trong sách Minh Tâm có viết tai hại người không nhẫn như sau: thiên tử bất nhẫn quốc hư không, chư hầu bất nhẫn tán kỳ xu, quan lại bất nhẫn hình phạt tru, huynh đệ bất nhẫn các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ý sơ, tự thân bất nhẫn hoạn bất trừ. Nghĩa là vua chúa chẳng nhịn nước nghèo túng, vua nước nhỏ chẳng nhịn phải hư mình, quan lại chẳng nhịn phải tù tội, anh em chẳng nhịn phải xa cách, vợ chồng chẳng nhịn ắt xa nhau, tự thân chẳng nhịn thì họa hoạn đến hoài. Cuối cùng là lợi ích nhẫn nhục. Nếu có nhẫn nhục về mặt đời thì gia đình sum họp, vợ chồng thuận hòa, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, thế giới hòa bình. Còn riêng đối với bản thân mình sẽ được mọi người kính yêu, quý trọng. Thứ hai là về mặt đạo, nhẫn nhục sẽ giúp cho ta có một tấm lòng từ bi, an tĩnh trước sự mắng chửi, an tĩnh trước sự bức não, và không nhiễm ưu phiền, đắc thành đạo quả bồ đề về sau. Sau đây con xin kể một câu chuyện nói về lợi ích nhẫn nhục. Quý vị có ai biết đến câu chuyện về sự tích Quan Âm Diệu Thiện không? Con nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã biết đến ít nhiều. Thuở xưa có một vị công chúa tên là Diệu Thiện. Nàng là con gái thứ ba của vua Diệu Trang. Vì giác ngộ được cái khổ của cõi đời nên nàng phát tâm tu hành nhằm sao đắc đạo, độ rài chúng sanh và trả hiếu cho cha mẹ. Năm Diệu Thiện lên 18 tuổi, nhà vua có ý lo cho việc quý hội con mình. Nhưng lòng của nàng đã quyết chí thanh cao và bày tỏ nỗi lòng tiến tu của mình. Ý định ấy làm cho vua cha tức giận. Tuy thoát được tội chém đầu, nhưng cũng phải bị đọa đày khổ sở ở tại vườn hoa Thượng Uyển. Tuy thế nhưng Diệu Thiện vẫn không lấy đó làm ưu phiền, mà còn vui mừng khôn xiết. Hàng ngày được rảnh rang xem kệ kinh, chăm sóc vườn hoa và cầu nguyện cho cha. Sau một thời gian, đức vua cho dời công nương đến ở tại chùa và đài nàng phải làm hết tất cả những công việc khổ sai, khó nhọc, nặng nề. Được lệnh tu, Diệu Thiện vô cùng vui mừng. Tuy phải tất bật với công việc từ sớm đến tối, nhưng cũng chẳng khi nào nàng mở môi than trách một lời, khiến cho vua cha lại càng tức giận hơn. Liền mật truyền đêm đến cho quân đốt chùa. Diệu Thiện thấy nghiệp cha quá nặng, bèn cắt tay, lấy máu cầu khấn với Như Lai, cứu độ cho tăng chúng được bình an. Quả y như lời nguyện, bỗng đầu sấm chớp liên miên, mưa to một trận cứu an cả chùa. Nhà vua cũng không buông tha, bèn sai quân lính bắt công chúa chém đầu. Tự dưng từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi mạnh, làm tắt hết cả đèn, tối dưng cả trời. Quý vị biết thì đó xảy ra chuyện gì không? Bạch hổ trong lúc tắt đèn đã nhảy ra cứu công chúa đi mất. Tấm lòng nhẫn nhục, hướng đạo và hiếu thuận của Diệu Thiện đã làm cảm đến vua Diêm Vương, khiến cho ngài cũng phải kính nể.
Sau khi tỉnh dậy, Diệu Thiện được Thái tử Phật Mã giới thiệu đến điểm hương tích ở Hồ Nam Đại Việt mà tu hành. Rồi trải qua 4 năm tinh tấn, Diệu Thiện đắc quả Quan Âm. Lúc bấy giờ nhà vua đang mắc phải một cơn bạo bệnh, không phương thuốc nào có thể chữa trị được cả. Cũng may là khi đó có một ông lão tìm đến hoàng cung và bảo có phương pháp để trị được bệnh của nhà vua. Và phương pháp này cần đến tay và mắt của một người mới có thể trị được. Tưởng gần như tuyệt vọng, vì có ai mà sẵn sàng dâng hiến tay và mắt của mình. Nhưng ngay sau đó, ông lão đã giới thiệu nhà vua sai quân lính tìm đến điện hương tích để xin tay và mắt. Vì trái hiếu cho cha nên Diệu Thiện đã từng hai lần đoạn tay và mắt của mình. Sau khi lành bệnh, nhà vua cùng hoàng hậu và hai công nương tìm đến điện hương tích để trả ơn cho vị ông nhân đã cứu sống mạng của mình. Nhưng khi đến nơi mới biết được rằng vị ông nhân đó không ai khác, chính là con gái của mình, Diệu Thiện đây mà. Mình thì được lành mạnh, để cho con mình phải chịu khổ đau. Nhưng ngay sau đó, Diệu Thiện đã trở lại nguyên hình, tay và mắt toàn vẹn như xưa. Cuối cùng, Quan Âm Diệu Thiện đã thuyết pháp độ cho cha mẹ được phát tâm tu hành. Ta thấy khi Diệu Thiện bị đày đọa khổ sở ở tại vườn hoa hay ở tại chùa, nhưng vẫn vui vẻ, không lời than trách. Thử hỏi, một vị công chúa bình thường, hàng ngày sống trong xa hoa cung điện đài cát, không hề động đến bất kỳ một việc nặng nhọc nào cả, khi bị hành hạ như vậy, liệu ai có thể chịu đựng nổi? Cũng do sức nhẫn ấy đã giúp cho Diệu Thiện sau này được đắc thành đạo quả Quan Âm và cứu độ cho cha mẹ mình. Hay là Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu là mẹ của Mạnh Tử, là người thời Chiến Quốc. Vì không muốn con mình nhiễm thối xấu của xóm giềng nên đã từng 3 lần dời nhà đi nơi khác. Lần sau cùng là ở gần trường học. Mạnh Tử cũng nhờ đó mà chăm chỉ học tập, lớn lên đỗ đạt thành quan to. Mạnh Mẫu là một người mẹ toàn đức toàn hạnh, đầy lòng kiên trì, nên sau trở nên người phụ nữ lưu danh muôn đời. Trong Tứ Thánh có câu: Nhẫn ba nhẫn mới là ngày sau có Phật Di Đà độ thân. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới nói: Nhẫn nhục là chánh chơn của Bồ Đề, hưởng chánh đẳng chánh giác là kết quả của nhẫn nhục vậy. Hai đức thầy hằng minh định như vậy. Nhẫn cho rồi câu bị cực, thời lai sẽ gặp cảnh tiêu dao. Ca dao có câu: Chữ nhẫn là chữ tương vàng, nếu ai biết nhẫn rộng đàn dễ đi. Nhận thay cái phước báo và lợi ích lớn lao của nhẫn nhục, nên cổ nhân đã nhắn gửi đến mọi người: Nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thể công danh bất tự do. Nghĩa là nhẫn thì trái chủ an gia từ đây dứt sạch, nhẫn ngàn tai muôn họa đồng thời tiêu, nín cái cảnh giới vô hạn thần tiên cũng do đây mà được. Thôi, công danh cái thế không còn được tự do. Kính thưa quý vị, nói tóm lại, chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa về giá trị và công đức vô cùng lớn lao của nhẫn nhục. Chỉ có nhẫn nhục thì ta mới trở nên một người Phật tử chân chánh. Nhẫn nhục ví như ngọn đuốc
sẽ rọi chúng sanh ra khỏi bóng đêm vô minh. Nhẫn nhục ví như thanh gươm trí tuệ, như la bàn như kim thị nam, chỉ rõ con đường giải thoát. Các chư tổ, các chư tôn túc và thập phương chư Phật khi xưa cũng do nơi có nhẫn nhục mà sao đều đắc thành đạo quả Bồ Đề. Nếu không biết nhẫn nhục, người khác nói nặng một câu, mình đáp lại một câu nặng gấp hai, như vậy đâu phải là người tu. Vì vậy tu là cần phải nhẫn. Người có nhẫn nhục là người thật sự có sức mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh của một lực sĩ, mà là sức mạnh của tâm hồn. Dẫu cho người có đánh mình, mắng mình cũng không hờn giận. Dẫu họ có giết mình đi chăng nữa, mình cũng không vì thế mà sanh lòng thù hằn. Gặp người hung ác, ta càng cảm thương cho họ, vì sau này họ phải gánh lấy quả báo khổ đau. Đến lúc đó, ta đã đầy đủ lòng từ bi và hoàn thành đạo nhẫn, thì không cần phải tiếp tục nhẫn nhục nữa, mà đã hoàn thành rốt ráo tất cả các công hạnh nhẫn nhục. Theo người đời thì thường có quan niệm nhẫn nhục thì phải trăng mình, miếm môi nhịn chịu. Nhưng nhẫn như vậy thì có giới hạn, nên có nhiều người thường nói: tôi nhịn đó nha, tôi nhịn được một lần, hai lần, rồi lần thứ ba tôi không nhịn được nữa đâu đó. Nhẫn nhục không phải là gồng mình nhịn chịu, mà là ta dùng con mắt trí tuệ để xem xét thấy đúng lẽ phải, buông xả hết tất cả mọi hơn thua phải quấy với người đời. Vậy từ nay tất cả chúng ta, những người tín đồ trung thành ngoan đạo của Đức Thầy, cần phải dốc sức tu theo pháp nhẫn nhục mà Đức Tôn Sư đã khai thị trong kho tàng pháp bảo, và chuyên tâm niệm Phật để cho các công hạnh giác tha tự giác được viên mãn, và giúp cho ta tiến bước nhanh hơn trên con đường giải thoát về cảnh giới an lạc. Như lời Thánh Nhân Sắc Tấn: tập xong chủ nhẫn, niết bàn không xa. Hai Đức Thầy cũng giáo: phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, Phật với trời phân định cho ta. Kính thưa quý vị, đề tài nhẫn nhục con trình bày đến đây xin được chấm dứt. Trước khi dứt lời, con xin thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, oai linh Đức Thầy thường gia bị cho tất cả chúng ta luôn luôn giữ vững tĩnh tâm, luôn luôn phấn khởi trên con đường giác ngộ cho đến ngày thành đạo chứng chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.